Từ sự khi có sự hiểu lầm mà người khác trở nên ghét mình thì mình có cần giải thích không? Làm sao để có kết nối lại khi như khi chưa có mâu thuẫn xảy ra? Trong trường hợp này đó thì cái quan trọng là cả hai đối tượng mình có áp dụng Phật pháp một cách nhuần nhuyễn hay không. Đối với người bình thường thì gương vỡ thì nó dù quý vị có chấp vá lại thì nó vẫn cứ là gương vỡ thôi. Cái chén đã vỡ, quý vị có ráp nó lại thì nó vẫn là cái chén đã vỡ. Cái mối quan hệ khi mà chấm dứt cái hiểu lầm đi chăng nữa thì cũng rất là khó trở lại như xưa. Và trong cái đời tu của sư, sư đã trải qua rất là nhiều chuyện để đến mức là sư đưa ra một cái kết luận như thế này đối với cá nhân của sư. Đối với một người nào đó mà mình gặp nhau, mình còn có cái thiện cảm với nhau, còn có những cái giây phút đối xử lành với nhau thì hãy trân trọng. Bởi vì đó, đây là khi duyên nó còn. Còn khi duyên nó hết rồi đó, người ta có trở mặt thành thù thì nó cũng không có gì lạ. Nặng là trở mặt thành thù, nhẹ thì không có muốn nói chuyện với nhau nữa. Không có gì lạ trơn á. Đời tu của sư, sư gặp nhiều trường hợp rồi. Bản thân sư đã từng trải qua gặp nhau, thương mến nhau, đảnh lễ nhau, quỳ xuống lạy đảnh lễ, cung kính phục vụ khi mà duyên nó còn. Khi duyên nó hết rồi đó, bây giờ cũng không nói chuyện với nhau nữa. Mấy ông thầy tu thì không có đến mức trở mặt thành thù như là ở ngoài, nhưng mà nó chỉ dừng ở cái mức là hồi xưa còn duyên thì còn đảnh lễ nói chuyện, nhưng mà hết duyên rồi thì không liên lạc với nhau nữa, và cũng cái kiểu tránh được thì tránh kiểu như vậy đó. Cho nên á, tu thì mình biết mọi chuyện nó đều có nhân duyên, mọi chuyện nó đều có nhân duyên để mình không có cưỡng cầu. Chẳng qua là cái duyên của mình với nhau nó hết rồi thì thôi. Nhắc để quý vị nhớ đó. Còn đối xử tốt được với nhau thì trân trọng, bởi vì sẽ có lúc nó hết. Không có cái duyên nào còn hoài hết trơn. Trừ những cái duyên sâu nặng thì có thể còn trong đời này, nhưng mà hết đời này thì cũng thôi à. Nói chung là trước sau nó cũng thay đổi. Đồ ăn thức uống đó, mình để 5 ngày 7 ngày thì nó cũng ôi thiêu, huống chi là lòng người. Đấy, nhân duyên là như vậy. Còn trong cái vấn đề mà hiểu lầm á, thì nếu được thì đảnh lễ sám hối. Đó là đối chuyện với các cái vị thầy tu, tu sĩ với nhau thì nó đơn giản lắm quý vị. Khi mà hiểu lầm với vị nào rồi thì mình đến sám hối với vị đó. Có trường hợp sư từng hiểu lầm một vị, nhưng mà thôi thì chắc nó cũng hiểu lầm. Sư kể cụ thể như thế này. Có một vị là sư không có ưa, nó thẳng. Đừng có nghĩ mấy ông thầy tu là cứ phải yêu thương nhau, sống với nhau trong tình huynh đệ là lúc nào cũng chan chứa trong tâm tư. Xin thưa, cũng có những người sẽ không ưa, nhưng mà không ưa ở đây lý do là vị này không có giới, và vị này không có tàm úy, và vị này không không có trí tuệ. Nói chung là những cái gì mà Đức Thế Tôn gọi là cái kẻ ngu á, là cái người này là họ hội tụ đủ, chắc chỉ có thiếu một vài chi phần mà mình chưa phát hiện ra. Đấy, chính bởi vì như vậy cho nên sư không có ưa vị này. Rồi thì có một lần vị này phạm một cái lỗi lớn,
Và sư thì sư có cái tánh là sư không có thích nói chuyện sau lưng, cho nên á, là sư chỉ thẳng mặt gì đó ở trước công chúng mà sư nói cái lỗi vị này. Rồi sau đó, đó thì ai ở tới cái cốc sư thì biết ở trước cái cốc sư thì có trồng mấy cái cây này cây kia, thì suốt mấy ngày như vậy nó bị nhổ. Thì do có oan trái với nhau, mà trong chùa có hai ông có oan trái với nhau, cho nên sư trong đầu sư nghĩ là chắc ông này chứ không ai, nhưng mà không có bằng chứng. Nó bực đến cái mức độ là sư cấm cái máy quay, sư quay lại cái chậu ở ngoài. Rồi sư phát hiện ra một cái bí mật động trời là mấy con chó nó lại là cái thứ nó đi nó nhổ cây, chứ không phải là cái ông sư này. Có thể lúc ổng nhổ máy nó không có quay thấy, nhưng mà khi máy nó quay thấy thì sư thấy rõ ràng là mấy con chó nó nhổ. Mà mấy con chó nó nhổ, nó không nhổ trước, nó không nhổ sau, mà nó canh vào cái lúc mà sư với cái vị này đang có oan trái với nhau mà nó nhổ. Không biết là nó có cái khả năng gì hay không mà nó canh đúng thời điểm như vậy. Thành ra là sư nghĩ là sư hiểu lầm vị này. Cho nên mặc dù không có ưa, nhưng sư vẫn đến sư xin lỗi, sám hối ha, và mong vị này bỏ qua. Đấy, nói cho để quý vị thấy là ngay cả đối với một đối tượng mà mình không ưa đó, mà mình hiểu lầm thì vẫn nên xin lỗi. Mặc dù là một số vị khác nói không có oan đâu, nhưng mà thôi kệ, cái mình thấy, cái bằng chứng trong tay mình thấy đó, thì nó chắc cú hơn là lời người khác nói lại. Sư nói để quý vị hiểu ha, là đối với những thầy tu với nhau, khi mà có cái gì mà mình hiểu sai về nhau thì mình xin lỗi, sám hối, chuyện đó bình thường. Nhưng mà do trong cái câu chuyện này đó, do cái sự chênh lệch về giới, cho nên sư không thể nào sư quỳ xuống đại sư lạy vị này được nha. Do cái sự chênh lệch về giới cho nên là sư chỉ có thể xin lỗi thôi. Đấy. Trường hợp cư sĩ cũng vậy thôi. Nếu như cần xin lỗi thì mình xin lỗi, cần sám hối thì mình sám hối, để cái chuyện đó nó qua đi. Nhưng mà như sư nói đó, cái mối quan hệ một khi nó đã biến chất rồi đó thì rất khó để mà nó quay trở lại như xưa được nha. Đấy. Thì lựa cơ hội giải thích, lựa cơ hội giải thích. Nhưng mà trong một số trường hợp á, trong một số trường hợp mà mình bị oan thì tôi cũng gặp rồi. Trong một số trường hợp bị oan thì không cần giải thích, tại vì đơn giản là người ta không có muốn nghe. Có một vài trường hợp á, mình tạm gọi là mình bị oan đi, bị người ta hiểu lầm. Cái người mà họ tin mình ấy, thì mình không cần giải thích, họ vẫn tin mình. Còn cái người mà họ không có tin mình ấy, thì dù cho mình giải thích thì họ cũng vẫn không có tin mình. Mà đối với cái người họ không có tin mình ấy, mình giải thích thì nó giống như là càng bôi càng đen. Đấy. Cho nên trong một vài trường hợp bị hiểu lầm, mình có thể lựa chọn im lặng. Mà Đức Thế Tôn nói đó, cái vũ khí của một vị tỳ kheo đó là sự kham nhẫn.